Đúng rồi, hôm nay chip vào dễ. À đúng rồi, giỏi quá. Đấy, mình cầm ấy, mình cầm lấy con ếch. Mình bỏ ra ngoài, đúng rồi. Đúng rồi. Ờ, đấy, đúng rồi, chip đố tiếp nào. Con bò đâu? Con bò nó có đâu? Mình thấy con bò đâu nhở? Con bò nó có nào nhở? Con bò đâu? Đúng rồi, mình giỏi quá. Hỏi tiếp đi. Con bò. Con phải chơi với con gà, con mèo. Con gà đúng không? Mình giỏi quá. Đấy, toàn đúng con. Con sư tử đâu? Sư tử đấy, đâu có sư tử đâu nhở? Đây, sư tử đây. Mình ơi, sư tử này, sư tử mình không hay ít học. Đúng rồi, giỏi quá. Con hổ đâu? Đúng rồi, giỏi quá. Con sắp đâu? Đúng rồi, giỏi quá. Mình toàn đố cái con chứ toàn đố cái con đấy. Con mèo nó con nào nhở? Con cho nó học á. Xếp tiếp nha. Đấy, con cua những con đơn giản ạ. Đó, giỏi nhà chim rồi, này đúng mày, cái chim ngoan quá. Chim nó ngoan, nó dạy em học giỏi thế chứ nè. Đó, chim mình được, bốn con chơi thôi rồi, bây giờ đến con mèo đâu? Con mèo, mình lấy con mèo. Con mèo con nào, mình chỉ con mèo đi, bố cho kẹo như này. Như này con mèo, mình cầm con mèo đi. Con mèo, đúng rồi, con mèo giỏi quá. Đúng rồi, tiếp đi. Con cua. Đúng rồi, giỏi quá. Con rùa cơ mà, mình cầm con rùa nhìn con rùa là con nào, mình nhìn con rùa đi, con rùa mà, con rùa không phải, con rùa cơ mà, đúng rồi, mình cầm con rùa, con tiếp đi, con sóc, con sóc con nào nhở, con nghĩ đây là con sóc, đúng rồi, con nhím đâu, đúng rồi, cầm ấy, đúng rồi. Con trâu đó. Cô giáo còn nhờ. Rồi, xin thế nhá. Hôm nay đúng không? Hôm nay bye bye các bạn nha. Cảm ơn cô giáo Chip. Nên học trò mình.